Một người Việt nhưng lại làm vua của một nước khác, đây không phải là câu chuyện đùa, mà nó hoàn toàn là một chuyện đã xảy ra trong lịch sử. Và đó là người Việt từng làm vua Chiêm Thành. Nhưng có một sự thật rằng, sử liệu Việt Nam cũng như Trung Quốc biên chép rất ít về câu chuyện của người này. Ông đã làm vua Chiêm Thành từ năm 986 đến năm 989. Người đàn ông đó tên là Lưu Kế Tông. Theo các nhà nghiên cứu lịch sử, năm 979, nhân sự kiện cha con Đinh Tiên Hoàng và Đinh Liễn bị giết hại, phò mã nhà Đinh là Ngô Nhật Khánh đã xúi vua Chiêm Thành là Bề Mi Thuế đưa hơn 1.000 chiến thuyền từ Chiêm Thành tiến quân theo đường biển vào đánh chiếm kinh đô Hoa Lư của nước Đại Cổ Việt. Tuy nhiên, khi đến gần cửa Đại Ác, tức là cửa Thần Phù, thì gặp một cơn gió nổi lên, quân Chiêm Thành đắm thuyền. Ngô Nhật Khánh cùng nhiều thủy quân Chiêm chết đuối, chỉ có thuyền của vua Chiêm thoát nạn, đành thu vét tàn quân trở về. Do thiệt hại nặng nề này, khi nhà Tống gửi thư ước hẹn với vua Chiêm mà liên minh cất quân đánh vào biên giới phía nam của Đại Cổ Việt, thì quân Chiêm đã không thể thực hiện. Để ổn định về mặt thế sự, ngay sau khi đánh bại quân Tống, vua Lê Đại Hành đã sai sứ Từ Mục Ngô Tử Canh sang thông hiếu với Chiêm Thành, nhưng bị vua Chiêm Thành bắt giữ vì ỷ vào thế liên minh với nhà Tống. Lại thấy quân Tống đang sửa soạn tiến vào Đại Cổ Việt, nên chẳng những không chịu bàn việc hòa hiếu mà còn trở mặt bắt giữ sứ giả. Vua Lê Đại Hành đã vô cùng tức giận, nên sau khi đánh bại hai đạo quân thủy bộ của nhà Tống và thành công trong việc gửi sứ bộ sang nhà Tống nghị hòa và cầu phong, năm 982, nhà vua mới ngự giá thân chinh cất quân đi đánh phạt Chiêm Thành. Lúc này, Chiêm Thành mới xuất quân phòng ngự và chiến trận đã xảy ra trong vùng Bình Trị Thiên ngày nay. Vua Chiêm Thành bị chém chết ngay tại trận tiền, binh lính Chiêm Thành bị giết và bị bắt sống lên đến hàng mấy vạn người. Một năm sau, vua Lê Đại Hành rút đại quân về Hoa Lư và cử một người ở lại gọi là Quản Giáp Lưu Kế Tông. Quản Giáp Lưu Kế Tông ở lại chỉ huy đạo quân chiếm đóng miền Bắc Chiêm Thành. Vị vua kế tiếp của Chiêm Thành đó là vua Indravarman Đệ Tứ chạy trốn vào Nam. Hai năm sau, Indravarman Đệ Tứ lại cử bộ sang Tống Triều dâng cống phẩm và khiếu nại với vua Tống về chuyện Đại Cồ Việt xâm chiếm đất đai và phá hủy tông miếu của Chiêm Thành. Vì quân nhà Tống mới bị Lê Đại Hành đánh bại, nên Triều Tống cũng e ngại và không muốn xen vào công việc của hai nước Việt Chiêm. Nhưng nhà Tống cũng khuyên rằng Chiêm Thành nên cư xử một cách hòa nhã với Đại Cổ Việt. Mặt khác, hứa hẹn sẽ làm trung gian trong việc thương nghị với Đại Cổ Việt để giải quyết tranh chấp bằng con đường thỏa hiệp hòa bình. Thế rồi vị vua kế tiếp của Chiêm Thành cũng chết. Lúc này trong nước Chiêm Thành tình hình rất rối ren. Tướng của Lê Đại Hành trấn giữ vùng Bắc Chiêm Thành là Lưu Kế Tông tự lập làm vua Chiêm Thành và cử sứ giả mang phẩm vật sang triều cống vua Tống. Người Chiêm Thành lúc này rất tức giận, họ nổi lên chống đối và bị Lưu Kế Tông, vốn là một tướng của nhà Lê, đàn áp, nên họ đã chạy trốn sang Hải Nam và Quảng Châu để tị nạn. Vua Tống lúc bấy giờ là Tống Thái Tông bèn cử sứ giả mang tặng vật qua Hoa Lư và ban cho vua Lê Đại Hành, cũng như đưa thư hỏi về việc Lưu Kế Tông tự lập làm vua và đàn áp người Chiêm Thành. Vua Lê Đại Hành mới sai sứ bộ sang Tống Triều để đáp lễ và giải thích vụ Lưu Kế Tông. Trong những năm tiếp theo, người Chiêm Thành tiếp tục chống đối Lưu Kế Tông và bị đàn áp mạnh, nên bỏ chạy sang quy phục Trung Quốc ngày một nhiều. Lưu Kế Tông từ một tướng của nhà Lê làm vua Chiêm Thành được 3 năm thì người Chiêm Thành đã nổi dậy, tôn người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa lên làm vua. Vua mới lấy hiệu là Harivarman Đệ Nhị, sử ta gọi là Băng Vương La Duệ. Lưu Kế Tông làm vua được 3 năm thì lo buồn, sinh bệnh và qua đời vào năm 989. Lúc này, vua mới của Chiêm Thành thừa cơ tiến đánh khôi phục lại những khu vực đất cũ vốn đã bị chiếm bởi Lưu Kế Tông. Khi tình hình của Chiêm Thành dần ổn hơn, thì Chiêm Thành vẫn không quên mối thù cũ với Đại Cổ Việt và tiếp tục cho quân sang quấy phá. Ngay trong năm 990, vua Tống đã gửi chiếu cho vua Lê yêu cầu nhà Lê hãy bãi binh và khuyến dụ nước nào hãy giữ nguyên biên ải của nước đó, không được xâm lược lẫn nhau. Lê Đại Hành chấp nhận việc bãi binh nghị hòa, ra lệnh rút quân khỏi một phần đất của Chiêm Thành. Hai năm sau, vua Lê Đại Hành trao trả cho Chiêm Thành 360 tù binh đã bị bắt trong những trận đánh trước đó. Chuyện này là một chuyện rất thú vị, nhưng tại sao câu chuyện này lại không được đề cập ở trong sử sách Việt Nam? Như đã nói, Lưu Kế Tông làm vua Chiêm Thành chỉ được 3 năm. Thời gian làm vua không đủ dài và sự nghiệp không có gì hiển hách để lưu lại dấu ấn trong lịch sử bang giao hai nước Việt Chiêm.
Tuy vậy, Lưu Kế Tông tự lập làm vua Chuyên Thành là chuyện có thực. Điều đáng nói là trong sự kiện lịch sử này thì sử cũ của nước ta hoàn toàn không đả động đến. Trong lúc đó thì sử Tống lại ghi chép rất rõ ràng về việc Lưu Kế Tông lên ngôi vua và gửi sứ bộ qua Tống Triều mà xin cầu phong, cũng như biểu tấu của các biên thần ở Quảng Châu và Đạm Châu về việc những người Chiêm Thành chống đối Lưu Kế Tông chạy sang Trung Quốc xin quy phục. Sử cũ nước ta không nhắc nhở đến nhân vật Lưu Kế Tông. Đôi khi có đề cập đến Lưu Kế Tông thì hoàn toàn không nói đến việc Lưu Kế Tông làm vua Chiêm Thành, mà chỉ nói đến chuyện Lưu Kế Tông trốn ở lại và trước đây từng là một tướng của Lê Đại Hành. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư chép rằng Lưu Kế Tông vốn là một viên quản giáp trong đạo quân của Lê Đại Hành đi chinh phạt Chiêm Thành vào năm 982. Khi vua Lê rút quân về nước một năm sau đó, Lưu Kế Tông đã trốn ở lại. Vua Lê mới sai người con nuôi đuổi theo bắt được, đem chém. Điều ghi chép này của Đại Việt Sử Ký Toàn Thư có mấy điểm không ổn. Thứ nhất, quản giáp đời Tiền Lê là chức quan võ phụ trách việc binh bị của một châu, tương đương với chức vụ tiểu khu trưởng hay là tư lệnh quân khu ngày nay. Như vậy, vai trò của một quản giáp thực sự cũng là rất quan trọng, không có chuyện ghi chép một cách sơ lược như thế được. Thứ hai, việc đuổi bắt thành công một quản giáp đã đào ngũ là một công trạng rất lớn. Người được vua sai phái đi thi hành công tác lại là con nuôi vua. Thế mà Đại Việt Sử Ký Toàn Thư không có được một vài chữ để nói về thân thế của nhân vật này, và chỉ ghi chú là không tường danh tính, có nghĩa rằng không biết là ai. Và thứ ba, việc vua Lê sai con nuôi đuổi theo bắt được, đem chém, được Đại Việt Sử Ký Toàn Thư ghi là xảy ra vào năm 983 đời Lê Đại Hành. Trong lúc đó thì Tống Sử lại chép là năm 986 đời Tống Thái Tông, tức là 3 năm sau. Lưu Kế Tông sai sứ giả sang tỉnh cầu, chả nhẽ Lưu Kế Tông bị chém chết rồi vẫn sống lại mà sai sứ giả sang thỉnh cầu mà sao? Chẳng lẽ sử quan nhà Tống đặt chuyện ra để chép lại lịch sử hoàn toàn là câu chuyện bịa đặt hay sao? Nếu mà sử nhà Tống chép đúng sự thật thì việc đuổi theo bắt, đem chém là chuyện không hề xảy ra, và có lẽ là những sử gia của Việt Nam đã tự nghĩ ra câu chuyện này. Cứ thế mà suy thì việc con nuôi vua Lê sai phái được đi đuổi bắt được cũng không hề có, và việc Lưu Kế Tông trốn ở lại khi vua Lê rút quân về Hoa Lư chỉ đúng sự thật có một nửa, nghĩa là Lưu Kế Tông có ở lại chứ không hề chết. Và có thể các sử gia sau này cảm thấy bất bình và xấu hổ khi một người đã đào ngũ ở lại làm vua một nước khác rồi xưng vương một trời. Điều đó khiến cho Đại Cổ Việt cảm thấy rất muối mặt. Ngoài ra có một lý do khác theo các nhà nghiên cứu, đó là vẫn có chiến dịch chinh phạt Lưu Kế Tông vào năm 983 của Đại Cổ Việt. Tuy nhiên thực chất đã không thành công như những gì được đề cập trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư. Tóm lại, chuyện Lưu Kế Tông tự lập làm vua Chiêm Thành là chuyện có thực xảy ra trong lịch sử. Nhưng tại sao sử sách thời Tiền Lê và các triều đại đều không có đề cập tới? Có lẽ cũng nằm ở việc cảm thấy xấu hổ vì một nhân vật như Lưu Kế Tông, và cũng chẳng vinh dự gì khi Đại Cổ Việt có một con người như vậy.